sẽ ra ngoài để đưa bạn gái vào. Là ghế bên trái luôn. Mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mời bạn trai nói trước. Dạ em là Lê Hoàng Long. Dạ em 31 tuổi, là hiện ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là ở nông dân trồng thanh long. Trồng được nhiều không? Dạ cũng ít. Bao nhiêu gốc? 200 gốc. Rồi mình làm một mình hay là làm có ai phụ? Làm một mình. Ủa nhưng mà em là đang sống với ai? Sống với ba mẹ. Rồi mời em gái giới thiệu. Dạ em Trần Thị Ngọc Nhung, 31 tuổi, ở Long An Cần Giuộc. Hiện giờ đang làm công việc gì? Bán vé số. Long An luôn. Ủa hai người hỏi nhau vài câu coi mình có ở gần nhau không? Dạ, và cách cũng xa, hai con sông ạ. À, mình bán lẻ hay là mình bán sao? Dạ, bán lẻ. Bán lẻ. Rồi có khi nào trúng số chưa? Trúng số nhỏ nhỏ thì có trúng. Trúng số nhỏ có trúng rồi ha. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, của em là không hút thuốc, không uống rượu, không cà phê vậy. Giỏi dữ vậy, rồi cả ngày mần trồng thanh long là mà mất ngày, nhiều. Dạ, tối ngày ôm gốc thanh long. Tối nằm thư giãn. Thư giãn? Nghe nhạc à? Nghe nhạc, nghe thể loại nhạc gì? Trữ tình. Hát thử đoạn được không? Bình minh sáng tươi, quê em ruộng lúa bao la đầy đồng. Gió nhẹ nhẹ lay và búi ngà nghiêng. Bình minh nên tươi sáng, bài chơi nhẹ cái con. Rồi, hết được rồi. Trời ơi. Điểm yếu của em là hơi nóng tính tí. Nóng thì thôi chứ không có lâu. Đó giờ có quýnh ai chưa? Dạ chưa quýnh ai. Nóng là mình nóng với ai? Giờ mình làm bằng gì có một mình à, rồi nóng với ai? Thì đôi khi cũng lâu lâu tâm trạng cũng hơi buồn, hơi giận thôi chứ không có nóng gì. Rồi, thế bên em sao? Gì? Em thì không biết nấu ăn, nhưng mà thích nấu ăn. Thích nấu, mà có nấu không? Dạ cũng ở nhà cũng nấu. Nấu được món gì? Dạ nấu canh chua. Canh chua? Cá kho, thịt kho. Rồi ai ăn? Mẹ em ăn. Mẹ có ý kiến gì không? Mẹ nói sao? Mẹ không chịu ăn nữa, mẹ ăn chay rồi. À vậy hả? Rồi nấu mà không ai ăn rồi sao có cảm hứng được? Dạ hay... cho con trai ăn. Ồ có con trai rồi hả? Rồi vậy cái tình trường em như thế nào em nói luôn đi. Hồi đó có quen và cưới một lần rồi ly hôn, nay cũng 8-9 năm rồi. 8-9 năm rồi? Không có liên quan gì nữa hết. Lúc đó mình cái hôn nhân đó là mình kéo dài được bao lâu? Dạ được một năm mấy. Lý do sao chia tay em? Người ta chê hoàn cảnh nghèo khó quá. Ủa ta chê gì? Lúc ta quen mình là người ta biết rồi chứ đâu phải là người ta... Lúc mà quen ấy là có nói về hoàn cảnh, cũng cho biết mặt gia đình luôn rồi. Mà đồng ý cưới, mà tới khi mà cưới xong được năm mấy thì chợt nghĩ về tới lúc mà có con rồi. Cái nói ra là gia đình giờ khó khăn quá, không chịu nữa. Đã khó khăn rồi mà một mình đơn thân nuôi con chắc là cực lắm ha. Dạ. Năm nay con là mấy tuổi? Dạ tính chưa vậy, 9 tuổi rưỡi rồi. 9 tuổi rưỡi rồi. Rồi 8-9 năm nay, 7-8 năm nay lý do gì mà không quen ai? À, thấy buồn quá, không thích quen ai nhá. Người có thì cũng để ý nhưng mà cái không có suy nghĩ đến chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà hiện tại chị hỏi thiệt là giờ cái cuộc sống trong gia đình em là đã ổn định chưa? Nói chung ổn định thì con không ổn định gì mấy, nhưng mà cũng tự lập chứ không có nhờ giả ai hết. À, đang sống với ba mẹ luôn hả? Dạ, ba... ở với mẹ. Dạ ba mất rồi. Mình không kiếm cái công việc gì ở nhà, mình mà mua bán gì ở nhà. Đó, hồi đó có đi làm công nhân, hồi trẻ thì đi làm công nhân, nhưng mà về sau á cái sức khỏe không có tốt á, giờ quay qua đi bán cái nghề này luôn, nuôi con luôn. Với là... ngày bán mấy tiếng? Ngày bán một buổi. Một buổi thôi? Dạ, buổi chiều về lo cho con. Rồi thu nhập vậy rồi có đủ lo cho ba cháu không? Dạ cũng đủ. Rồi còn bên mình thì sao, tình trường mình sao? Dạ em cũng đã có gia đình được một bé 8 tuổi. Ồ vậy hả, bé trai hay bé gái? Dạ bé gái. Bé gái, giờ bé ở với ai? Dạ bé ở với mẹ. Bé ở với mẹ, dạ. Rồi mình có thăm nom gì không, qua lại gì dạ, không? Dạ ít lắm. Ít lắm, lý do sao không thăm nom, không qua lại? Thì tại lúc trước nói chuyện là lúc là ít có qua lại đó. Em không có đi thăm. Rồi cũng không nhớ con luôn, không có liên lạc gì với con luôn. Dạ. Trời ơi, chia tay bao nhiêu năm rồi? Dạ, chia tay nay 7 năm rồi. Lý do sao chia tay? Là hồi đó còn trẻ quá, nên nóng tính, có cãi nhau á. Vợ đưa đơn ly hôn. Vợ ly hôn? Dạ. Bao nhiêu năm nay rồi, 7-8 năm nay rồi, không có mối tình nào khác nữa không? Dạ, không có. Giờ chỉ đâu làm thôi. Với lại là không chưa muốn. Rồi lý do sao nay muốn? Nay thì nói chung là lớn thì cũng muốn. Thấy cái hoàn cảnh của này, thí dụ có đứa con vậy thì em có ngại gì không? Dạ không có gì hết. Còn nếu giả tỷ giờ em thành với cô bên này á, thì ở chung là có con của cổ ở chung nữa thì em có ngại gì không? Dạ chắc được. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Biết lắng nghe, biết chia sẻ, thương yêu vợ con là được.
Còn em có cái mẫu người lý tưởng của mình không? Em muốn lấy một người như thế nào? Dạ, bình thường thôi. Dễ nhìn là được rồi. Biết lo chăm sóc gia đình là được. Bé này xinh lắm. Đó, cuộc sống hơi cực, hơi vất vả một chút thôi. Em có ngại không? Dạ không. Cực khổ em chịu được, làm được. Rồi. Bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra để cho hai bạn nhìn thấy nhau. Chị cơ bản là chị nhìn thấy cặp đôi này là được đó. Thứ nhất là cũng gần nhà, cùng quê. Mình có dọn về ở chung nhau cũng dễ. Anh ở với em cũng dễ, mà em ở với anh cũng dễ, sao cũng được hết. Chị Tường hy vọng như vậy nha. Rồi bây giờ mời hai bạn hãy nhìn về cửa trái tim nha. Và chị Tường sẽ mở cửa ra. Mở cửa trái tim. Chào bà. Rồi bây giờ mình trò chuyện với nhau đi. Em ở gần Dũng và em ở xã nào? Dạ em ở xã Phước Hậu. Dạ biết rồi. Anh ở đâu? Ở bên Châu Thành. Em có nghe nói. Rồi bây giờ giả tỷ nè, ví dụ như mình lấy nhau nè, em có làm dâu được không? Dạ được. Con với mẹ thì định sao? Thuận tiện thì cho con đi theo, còn không thuận thì gửi mẹ vài năm rồi sau đó mẹ có giống như mẹ không còn khả năng giữ nữa, mình giữ. Rồi thí dụ hai mẹ con đi theo là để mẹ ở nhà một mình được không? Mẹ sức khỏe mẹ lo một mình được không? Mẹ thì ở nhà mình được. Được đúng không? Dạ. Còn em sao? Ví dụ mà ổn được á thì em mà muốn là bắt dâu hay là em muốn đỡ rể? Bắt dâu. Bắt dâu à? Dạ. Rồi muốn bắt dâu trước tiên nè, nè. Trời ơi, nông dân thiệt tình đúng không? Tặng anh công thức anh làm, tặng em làm kỷ niệm ăn cho thơm đẹp da. Dạ em cảm ơn anh. Thanh Long ăn đúng rồi, Thanh Long làm kỷ niệm gì ông? Ơi, cái này là Thanh Long nhà chồng luôn hay là mua? Dạ, Thanh Long nhà chồng. Nhà chồng luôn đó. Dạ. Chào, chín trái bự quá em ha. Em có một vấn đề. Em có một vấn đề rồi, vấn đề gì? Em về quà của anh á, là với là của chị là em quên đem theo. Này bây giờ phải có món quà gì tặng ảnh. Dạ, em có một bài hát để mà tặng cho anh thôi. Có bài hát tặng anh, rồi vỗ tay cho em gái nè. Nếu có anh em sẽ là người hạnh phúc nhất. Nếu có anh em sẽ là bờ vai vững chắc nhất. Nếu có anh em sẽ là niềm tin của anh. Ủa sao bài hát chị nghe lạ quá vậy? Em tự sáng tác. Sáng tác hồi nào? Dạ lúc mà thơ chương trình thông báo em là em thức nguyên đêm đó em tự viết ra luôn. Trời ơi dễ thương ghê chưa. Còn một bài nữa. Có hát luôn không? Dạ. Trời ơi anh đó. Hát đi, tại cái này anh hát hay hơn. Viết ra chương trình mời lên là viết ra liền, mấy lời đó là chân thành lắm á. Nếu Tết này không có anh, ai sẽ đưa em dạo phố phường? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em đón giao thừa? Nếu Tết này không có anh, ai sẽ cùng em chúc Tết ông bà? Nếu sau này không có anh, ai sẽ cùng em cùng đi chung con đường tương lai? Xin hết. Ủa, mới làm gì à? Đọc thơ. Trời ơi, người ta sáng tác bài hát mà ông đọc thơ vậy, anh phải hát chứ. Được không? Không được. Mình phối nhạc luôn. Phối nhạc không được. Không, mấy Tết nay về hai đứa phối nhạc bài đó. Dạ. Rồi tôi thấy ngon rồi nha. Rồi bây giờ chị cho hai bạn một cái khoảng thời gian trò chuyện riêng với nhau, rồi chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn thưởng thức món ăn là há cảo nấm tùng lộ và bánh xếp hẹ chiên của nhà hàng Mr. Lai. Rồi vừa thưởng thức món ăn ngon ha, vừa tâm sự với nhau ha. 5 phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Rồi mời hai bạn. Anh ở dưới anh tự làm hả? Tự mình làm à. Anh đi làm thì về có mẹ nấu hết à. Bây giờ anh ở chung với cha mẹ vậy à, anh làm con anh giờ. Nếu sau này mình quen nhau thì con anh sẽ ở với ai? Không, ở với mẹ nó. Ở với mẹ? Dạ. Dạ anh có ngại vấn đề con chung, con riêng không? Không, bình thường. Tại mình lỡ giỡn một lần rồi mà. Dạ. Thế dụ mà sau này con em ở chung gia đình anh, nếu mà gia đình anh có thương không? Thì phải thương chứ, tại vì lỡ giỡn rồi phải thương mẹ, phải thương con luôn con chứ. Dạ. Tại vì bây giờ em chủ yếu là tìm một người có thể thương mẹ con em suốt đời được. Dạ. Giàu nghèo thì không có thành vấn đề nữa, nhưng mà quan trọng là phải thương yêu mẹ con em, đừng có khi dễ mẹ con em giống như lần trước. Anh thì bình thường làm chứ đâu có khi dễ gì đâu. Dạ. Em hy vọng là sẽ được như vậy. Anh cũng hy vọng là được, cũng được anh bấm nút. Anh ăn thấy ngon? Ngon. Em thấy nào? Em thấy món này đã quá, ăn không biết ngon sao luôn. Bây giờ em đi lên với ai? Em lên với mẹ. Với mẹ à? Bữa nay tính dẫn con theo nữa nhưng mà con nó mất thi, không có dẫn.
Anh đi với ai? Đi mình. Đi mình à? Mẹ bận rồi. Anh thấy em sao? Đẹp mà. Đẹp. Dễ nhìn. Dễ nhìn. Dạ. Dạ em thì nói chung được cái đó. Em thấy anh thế nào? Cũng được. Dạ. Tại vì cái điều kiện của em cũng không có quan trọng nên không có sao hết. Thì làm thì bình thường, nói chung là làm cũng đủ sống. Làm thì thời gian rảnh thì làm thêm, đi làm cho người ta. Nói chung là đủ làm có sống. Giống như bên em hay làm nhiêu ăn nhiêu à. Rồi như là dư giả thì cũng như là có đủ ăn thôi chứ không có dư. Nói chung đủ ăn là được rồi, đâu cần phải dư. Tại vì có mình em rồi, em say nên cũng hơi ngán. Và thời gian làm thế nào? Thời gian sao? Làm sao? Dạ, em thì thoải mái trong tuần luôn. Tại vì em bán cao lắm, làm 1 giờ là em về. À. Buổi chiều em rảnh. Em chỉ ở làm công ty nhà nữa thôi. Rồi mấy mốt gì nếu về cho nghỉ bán số đi làm Thanh Long được không? Sợ em làm dở là không chịu á. Có gì đâu thì chỉ từ từ biết thôi. Dạ. Nói chung là làm công chuyện gì em cũng có thể làm hết. Nhưng mà quan trọng là làm dở thôi chứ em cũng không có khéo. Dạ. Thì chỉ từ từ, người mới cũng vậy, chỉ từ từ mới biết làm. Dạ, làm không có khéo gì người ta. Dạ. Thì từ từ rồi cũng biết à. Dạ. Ai mới cũng vậy, mới thì đâu biết. Sao nãy giờ có ăn miếng nào không? Dạ có ăn chị. Có ăn ngon không? Ngon. Em ăn mấy món này lần nào chưa? Chưa. Dưới quê làm gì có đúng không? Dạ. Dưới quê làm gì có, lâu lâu có dịp lên đây chút xíu bấm nút hẹn hò là hai người ra ngoài ăn tiếp rồi đi chơi đi coi phim nữa. Dạ. Rồi mới về. Ủa lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Em lên đây hồi nào? Dạ lên hồi sáng. Rồi định chừng nào về? Dạ đi chơi chút xíu về. Dạ. Rồi, tại vì Sài Gòn em không rành. Em có hay lên Sài Gòn không? Dạ không. Trời ơi, vậy hai đứa cùng chung cảnh ngộ rồi. Lát nắm tay nhau đi tung tăng ở đây á, là ban đêm là phố đi bộ. Nếu mà ở là chơi ban đêm mà tối tối về là vui lắm. Ở đây tối vui dữ lắm luôn. Đó, rất là đi vui. Đi xe buýt thì sao đi về được chứ? Đi xe buýt sao về được hả? Ủa em lên đây bằng gì? Đi xe máy. Đó, đi xe máy ra kiếm mua cái nón bảo hiểm nữa rồi đưa bà em về. Nãy giờ bàn chuyện được nhiều chưa? Dạ cũng sơ sơ. Thấy hợp không? Dạ thấy cũng được hợp. Lần đầu tiên khi mà nãy chị Tường mới vừa mở cửa cho team này ra thì cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Hạnh phúc. Còn em? Dạ cũng như thế. Em cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Dễ thương à. Nhưng mà cổ em nãy em có nghe hoàn cảnh cổ chia sẻ không? Dạ có nghe. Rồi cổ gãy đổ là gì á? Là bên nhà trai á, bên chồng á là chê gia đình cổ là nghèo. Mình phải tính trước suy nghĩ coi mình có chê không. Dạ em không có chê. Đó, nói chung chứ, là chịu làm mà được. Chịu làm chứ để mình lấy nhau về rồi á, rồi không có cộng đa, không có đồng cam cộng khổ, rồi chia tay nhau nữa là khổ lắm. Hai người đã gãy đổ một lần rồi đúng không, chứ bây dạ, giờ lấy dạ. nhau rồi mà để gãy đổ nữa thì là không có nên. Dạ, tội rồi. Con lỡ, cái nữa lỡ đổ một lần rồi đúng rồi không dám đổ lần thứ hai. Rồi thí dụ về của về nhà em đó là đem theo nhỏ về ở chung. Dạ. Rồi ở nhà ba mẹ em có ý kiến gì không? Chắc không có ý kiến gì đâu. Con nít nó ngoan à, mình người lớn mình thương nó thương lại. Muốn đẻ con nữa không? Dạ chắc muốn đẻ. Mấy đứa nữa? Thì đứa hai gì cũng được. Đứa hai đứa gì cũng được. Dạ. Rồi đem cổ về thì bây giờ là cho cổ đi làm tiếp hay là muốn cô ở nhà? Đi theo làm theo chung em cũng được. Rồi thí dụ như cổ về nhà bên em rồi cổ muốn đi bán vé số tiếp được không? Dạ, muốn thì cũng được mà chắc em vẫn đi làm chung luôn. Ừ. Cho nó tiền. Sao em thấy thì sao? Được. Chị nghĩ cũng thôi, đi bán kia cũng cực quá em, nắng gió là hư da mặt. Mà sao cô này cổ đi bán cả chục năm mà cái mặt cổ cũng đẹp quá trời ha, da dẻ mịn màng ha, hay thiệt luôn. Ta đi ngoài chợ gì nắng nôi là hư không da. Không có xài son phấn giống như người ta để tự nhiên hả? À, đẹp không, thấy cổ đẹp không? Dạ đẹp. Mà công nhận không, đi bán ở ngoài chợ vậy mà mặt mày đẹp ghê luôn á. Thôi giờ về phụ chồng Thanh Long ha, rồi thu hoạch có bàn tay người phụ nữ vô biết đâu mình nó khá hơn. Ủ đất còn dư không, mình nhân ra ví dụ 200 mình nhân ra 250-300. Còn không? Còn đất phải không, mà tại không có người trồng đúng không? Dạ không có người phụ. Rồi thấy chị thấy là ổn rồi đó. Bây giờ trên tay chị Tường có mấy lá bài của chương trình ha. Trong này có những cái lá thăm, mình sẽ bóc những rồi mình đọc lớn lên những cái yêu cầu trong này, rồi mình thể thực hiện những cái yêu cầu trong này. Thứ nhất là cho nó vui, thứ hai là cho hai bạn gần gũi với nhau hơn. Rồi mời em, ưu tiên em gái bóc trước. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Hãy làm theo yêu cầu bất kỳ của đối phương trừ hát. Bây giờ em muốn ảnh làm gì? Không biết. Anh có thể làm trò gì vui vui không? Đâu có gì đâu biết làm gì đâu vui. Thì em yêu cầu người ta làm gì, người ta làm cái đó. Cái này em có quyền mà. Thục dầu, anh hít đất, anh trồng cây chuối. Em muốn anh làm gì, anh làm cái đó, nó bắt buộc mà. Vậy giờ anh làm chú Hề đi.
Chú Huệ sao làm được? Chú Huệ phải sẽ phân diện phấn lên mới được. Nhìn mà anh vui tánh được rồi, cũng thấy thành chú Hề được rồi. Anh làm gì mặt mày em làm sao nó hề hề vui vui đó. Hề không? Không kìa. Cái này vậy? Lớn quá. Hả? Chú Hề phải nhỏ, giống như trẻ con á. Lớn à? Ra vậy. Tôi thấy này giống chú Tiểu rồi, sắp tới rồi, sắp tới tôi thấy giống thằng Cùi đó. Bữa nay mà phải Trung Thu tôi thấy là giống thằng Cùi lắm luôn rồi đó. Đúng không? Rồi bên này bóc một lá nữa. Hai bạn ôm nhau 30 giây rồi nhìn thẳng vào nhau nói cảm nhận. Rồi mời em qua bên đây. Mình thanh niên mình phải di chuyển chứ. Rồi hai bạn đứng lên đi, ôm nhau 30 giây nha. Rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận với nhau, tiến tới. Rồi ôm đi. Em rung dữ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm người ta ôm phụ nữ, người ta ôm gốc cây thanh long không hà. Rồi cái tướng ống đứng không dám đứng thẳng nghe trời, em làm gì đứng không cong cong vậy. Rồi nói với nhau luôn đó, đứng đó nói với nhau luôn. Cảm nhận là cảm nhận là hồi hộp và rung. Em thấy anh rung quá trời luôn. Tại lâu quá không ôm mình rung. Em thấy anh bình thường, chút nữa là anh vui tính được. Dạ. Nói chung là mơ lâu quá là rung, cảm thấy là rung. Dạ, không sao, từ từ sẽ quen thôi. Từ từ sẽ quen thôi. Rồi, được rồi, cảm ơn hai bạn. Anh có thành tâm là muốn có vợ tiếp không? Muốn. Muốn. Nên vậy hai đứa mình bấm nắp hẹn hò, có nếu có gì thì mình làm sớm sớm cũng được. Dạ. Sớm sớm là bao lâu? 2-3 tháng vậy. Trời đất ơi, rồi ông chuẩn bị gì để đám cưới chưa mà 2-3 tháng? Dạ, dạ có rồi. Rồi chuẩn bị có tiền bạc chưa? Dạ rồi. Rồi phòng ốc rồi có chưa, ở nhà có chưa, có chỗ riêng chưa? Có chỗ riêng. Hợp lý quá. Nếu nhanh vậy là em chịu không? Dạ thì nói chung là do đàn trai quyết định chứ em không quyết định nổi. Rồi dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Nếu mà chúng ta thấy có rung động, có thích cái đối phương thì mình nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu thì mình bấm nút. Còn nếu mình cảm thấy ông cái người này đối với mình không có, không phải gu mình, không phải là người mình muốn thì chúng ta không cần bấm. Nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Giá tỷ nãy cậu không bấm rồi sao? Dạ không bấm thì hơi buồn tí. Buồn ha? Dạ. Nhưng mà thấy cô này hợp với mình không? Dạ. Hợp, chị thấy là hợp. Duyên dáng, hiền lành. Đúng không? Chịu khó. Dạ. Một mình nuôi con, rất là vất vả. Gánh vác với nhau, chia sẻ với nhau nha. Rồi chúc mừng hai bạn. Chị Tường rất vui khi mà ngày hôm nay hai bạn đã bấm nút hẹn hò với nhau. Tại vì cơ bản như Tường nhìn thấy là hai bạn rất là phù hợp nha. Rồi một nụ hôn dành cho nhau kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Nhiễm trùng đường tiểu hay là nhiễm khuẩn đường tiết niệu đó. Ý người ta nói đây là có tình trạng có vi khuẩn ở trong nước tiểu và vi khuẩn này có thể gây viêm cái đường tiểu của chúng ta. Và đường tiểu chúng ta có từ trên thận xuống niệu quản, xuống bàng quang, xuống niệu đạo. Thì đó là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái nguyên nhân gây nhiễm trùng đường tiểu rất là đa dạng. Chúng ta chia làm hai giới đi, chúng ta bây giờ biết ha. Thì đối với nữ, những cái người nữ đang ở độ tuổi sinh hoạt tình dục, tức là trẻ tuổi đó và thường xuyên quan hệ đó, thì cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu rất là hay gặp. Và cái ta chia nhóm này thành nhóm nhiễm khuẩn đường tiết niệu không có phức tạp, tức là sẽ không có gặp phải những cái nhóm vi khuẩn kháng thuốc hoặc là không có gặp phải những cái biến chứng nặng nề của bệnh. Còn nhóm thứ hai, tức là những người nam hoặc là những người có vấn đề bệnh nền, những người bị suy giảm miễn dịch, thì cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu sẽ dễ xảy ra hơn, đặc biệt là những người mà có những cái rối loạn ở trong cái đường tiểu, ví dụ như bất thường về mặt giải phẫu hay bất thường về cái chức năng của cái đường tiểu, nó cũng sẽ dễ bị gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu hơn. Câu thứ
dân thường gặp khi bị nhiễm trùng đường tiểu là gì? Cái triệu chứng thường gặp của nhiễm khuẩn đường tiết niệu nó có thể bao gồm từ đi tiểu rất là khó chịu, ví dụ như là tiểu đau, tiểu dắt, tiểu buốt, hoặc có thể là tiểu ra máu luôn. Một số trường hợp khác là có thể đau ở vùng dưới rốn nè, đau âm ỉ, và những trường hợp nặng nề hơn có thể kèm với lại sốt cao, sốt lạnh run luôn. Đó. Và có thể thay đổi cái tính chất của nước tiểu, ví dụ như là tiểu, nước tiểu đục, nước tiểu hôi, nước tiểu có nhiều bọt, thì đó là những cái mà triệu chứng của nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Câu thứ tư là những yếu tố nào dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu đối với người lớn và trẻ em? Những yếu tố nguy cơ dẫn đến nhiễm khuẩn đường tiết niệu bao gồm là quan hệ tình dục thường xuyên. Đó. Cái thứ hai là vệ sinh không có đúng. Ví dụ như là đối với người nữ thì cái việc chùi vệ sinh từ phía sau ra phía trước có thể làm giấy vi khuẩn từ trong đường ruột vào trong cái đường tiết niệu của cái người nữ đó. Yếu tố thứ ba có thể kể đến, ví dụ như là những cái bất thường và dị dạng về mặt giải phẫu của một cái cơ thể, ví dụ như là hẹp, bệnh lý khúc nối của đường tiết niệu, bệnh lý khúc nối của niệu quản và bể thận, hoặc là những cái bất thường về mặt chức năng như là bàng quang, thần kinh, những cái trào ngược bàng quang, niệu quản hai bên. Nếu như trong đường tiểu chúng ta có những cái dị vật như là sỏi thì cũng có thể dễ bị nhiễm khuẩn hơn bình thường. Hoặc là cơ thể của người đấy nếu mà có cái suy giảm hệ miễn dịch hay những cái bệnh lý như đái tháo đường thì cũng có thể nhiễm khuẩn đường tiết niệu hơn so với người bình thường. Đối với trẻ em, cái điều quan trọng nhất đó là những cái bất thường về mặt giải phẫu và cái chức năng sinh lý của đường tiết niệu. Thì nếu như trẻ em mà có những cái vấn đề về bệnh lý bẩm sinh thì dễ dàng bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu hơn. Hay như bệnh lý của thần kinh nó cũng sẽ dễ làm cho em bị nhiễm trùng tiểu hơn. Câu thứ 5 là các biến chứng nguy hiểm khi bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu là gì? Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có thể từ cái rất là lành tính, nhưng nó cũng có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm trong một số trường hợp như là nhiễm khuẩn nó đã đến vị trí thận rồi. Hoặc là cái thận nếu như mà có bế tắc, nước tiểu không xuống được mà kèm thêm nhiễm khuẩn nữa thì có thể đi vào những cái nhiễm khuẩn máu, hoặc là sốc nhiễm khuẩn huyết, hoặc là tử vong luôn. Rất là nguy hiểm. Nhiều hả? Rồi. Còn cho lại. Các biến chứng nguy hiểm khi bệnh nhân bị nhiễm trùng đường tiểu. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một cái bệnh lý mà nó rất là lành tính, có khi là nó không có một cái biến chứng gì cả, uống thuốc cái là hết liền. Nhưng một số trường hợp thì nó rất là nguy hiểm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cái người bệnh luôn. Ví dụ như thận của chúng ta nếu mà nước tiểu nó không được di chuyển tốt, không lưu thông tốt á, bị tắc nghẽn ở giữa, thận ứ nước lên kèm với là cái nhiễm khuẩn cái thận ứ nước đấy thì có thể dễ đi vào cái nhiễm khuẩn huyết, tức là nhiễm khuẩn máu, hoặc là sốc trụy tim mạch, thậm chí là tử vong luôn. Một số trường hợp khác như là khối mủ, phim xung quanh thận nó cũng có thể gây ra những cái biến chứng nguy hiểm như vậy, suy đa cơ quan. Đó là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm đối với nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Nếu như chúng ta thấy có những triệu chứng như là rối loạn đường tiểu, đi tiểu đau, tiểu dắt, tiểu buốt, tiểu lắt nhắt nhiều lần, kèm với nước tiểu hôi, nước tiểu có máu, đau hạ vị, hoặc là sốt nhẹ, hoặc sốt cơn, thì chúng ta phải đến bệnh viện ngay. Bác sĩ khi đó sẽ chỉ định cho bệnh nhân làm cái xét nghiệm đó là thử nước tiểu, kiểm tra cái tế bào hồng cầu, bạch cầu và cái chất nitrit ở trong nước tiểu có hay không. Và để nếu trong một số tình huống mà nghi ngờ là có thể dẫn tới biến chứng thì sẽ cho cấy cái nước tiểu đó để xem có vi trùng mọc lên hay không, đồng thời làm cái xét nghiệm chẩn đoán về chức năng thận, xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như là để xem cái thận chúng ta có bị tắc nghẽn hay không, để mà ra những cái phương hướng điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra. Dạ. Câu tiếp theo là phương pháp điều trị nhiễm trùng đường tiểu hiệu quả. Đối với nhiễm khuẩn, xin lỗi, để nói nhiễm trùng tiểu đi, tại em hay hỏi câu đó. Đối với nhiễm trùng đường tiểu đó thì chúng ta cần phải phân nhóm ngay từ đầu. Đối với trường hợp là nhiễm trùng đường tiểu này có khả năng trở nên phức tạp hay không, hay là nhiễm trùng đường tiểu này là dạng không phức tạp. Nếu là dạng không phức tạp thì bác sĩ sẽ cho bạn là uống nhiều nước hơn, nghỉ ngơi và hạn chế nhịn tiểu.
đồng thời là sự ăn uống đảm bảo dinh dưỡng kết hợp với việc sử dụng kháng sinh và tái khám đúng hẹn để kiểm tra. Nhưng mà nếu người bệnh thuộc vào cái nhóm là nguy cơ cao, tức là nam giới, tức là những người mà có bệnh nền, những người có suy giảm miễn dịch, những người có bất thường về mặt cấu trúc giải phẫu hoặc rối loạn chức năng, thì chúng ta phải có những cái biện pháp mạnh tay hơn. Chúng ta phải nhập viện nè, chúng ta phải sử dụng kháng sinh đường truyền, và thậm chí chúng ta phải có phẫu thuật can thiệp kịp thời để giải phóng bế tắc, tắc nghẽn của cái đường tiểu để tránh những cái biến chứng nguy hiểm như bác sĩ vừa nói. Bệnh nhân cần làm gì và không nên làm gì khi bị nhiễm trùng đường tiểu? Khi mà nhiễm khuẩn đường tiết niệu đó thì cũng chia ra hai nhóm thôi. Nếu mà có cái khả năng mà xảy ra những cái biến chứng phức tạp thì chắc chắn là bệnh nhân phải nghỉ ngơi rồi. Bệnh nhân phải hạn chế vận động nặng rồi. Bệnh nhân phải ăn uống đầy đủ để đảm bảo chất dinh dưỡng nè. Bệnh nhân phải tái khám để quyết định xem và giải quyết những cái nguyên nhân tồn động gây nhiễm khuẩn niệu tái phát. Còn nếu như cái người một người nữ trẻ chỉ là quan hệ tình dục thôi thì bác sĩ sẽ hướng dẫn những cái biện pháp hành vi, thay đổi hành vi để cho cái người nữ này không có cái khả năng mắc bệnh tái phát nữa, vệ sinh kỹ lưỡng hơn, uống nhiều nước hơn, hạn chế nhịn tiểu và có thể quay lại cuộc sống bình thường rất là nhanh. Nhiễm trùng đường tiểu thì có được quan hệ hay không và nó có ảnh hưởng gì đến đối phương hay không? Bây giờ nếu như mà nói nhiễm trùng đường tiểu đó thì cái câu hỏi này đang dừng lại ở mức là nhiễm trùng đường tiểu không phức tạp thôi. Đối với trường hợp nhiễm trùng đường tiểu không phức tạp thì chúng ta mới hỏi câu đó. Còn nếu như mà nhiễm trùng đường tiểu phức tạp mà nhiễm trùng đường tiểu mà nặng mà gây những biến chứng nguy hiểm thì đương nhiên là chúng ta không thể nào quan hệ được rồi. Thì chúng ta quay lại với cái nhiễm trùng đường tiểu không phức tạp, tức là xảy ra những người phụ nữ trẻ đang độ tuổi sinh hoạt tình dục và nó chỉ khu trú tại vùng bàng quang thôi, niệu đạo thôi. Thì trong trường hợp này cái việc quan hệ thì vẫn quan hệ được. Nhưng mà chúng ta phải chú ý như thế này. Cái việc quan hệ cơ bản là nó sẽ gây ra vấy bẩn cái vi khuẩn từ cái bộ phận vùng hội âm, làm cho cái có thể là làm cho cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu nó trở nên phức tạp hơn, có thể làm cho cái viêm bàng quang trở nên khó chịu hơn, có thể kích ứng cái việc đi tiểu trở nên khó chịu hơn. Chưa kể là khi nói tới quan hệ thì chúng ta thường nghĩ là quan hệ chính thống thôi. Một số trường hợp thì có quan hệ ở đường miệng nữa. Thì nếu quan hệ đường miệng đối với những cái trường hợp này có thể làm lây nhiễm vi khuẩn từ cái chỗ đang nhiễm trùng tới một cái chỗ khác nữa. Có thể làm cho là vi khuẩn ở đường miệng người đó là làm cho làm nặng hơn cái tình trạng nhiễm trùng đường tiểu người này. Cho nên nếu như mà cái người nữ nhiễm khuẩn đường tiết niệu không phức tạp thì cần chú ý là nếu có kiến thức bảo vệ thì mình cứ quan hệ. Quan hệ xong và trước quan hệ chúng ta phải đi tiểu ngay. Chúng ta phải vệ sinh. Khi vệ sinh thì chúng ta nhớ là chúng ta chùi từ phía trước ra phía sau. Và chúng ta phải uống nước cho nó đủ. Đi tiểu thường xuyên. Đó, thì cái đó là những cái cần lưu ý. Câu tiếp theo là phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu như thế nào? Phòng ngừa nhiễm trùng đường tiểu thì rất là dễ thôi. Nhưng mà chúng ta cũng phải chia lại làm hai nhóm nữa rồi. Một nhóm là nếu như mà không phức tạp thì quan hệ tình dục thì đâu thể nào nói là bạn ơi, bạn đừng có quan hệ tình dục nữa, bạn kia quan hệ tình dục đi, thì chúng ta không thể nào nói như vậy được. Bác sĩ chỉ khuyên bạn rằng, thứ nhất là chúng ta hãy uống nước nhiều lên. Cái thứ hai, chúng ta đừng có nhịn tiểu, chúng ta hãy đi tiểu thường xuyên. Cái thứ ba là nếu quan hệ tình dục thì chúng ta phải vệ sinh sạch sẽ sau khi mình quan hệ. Và cái thứ tư, đó là chúng ta phải đi tiểu trước và sau cái quan hệ trong vòng 30 phút. Đó. Và chúng ta phải nên là có một người bạn tình thôi. Chúng ta đừng quan hệ nhiều người quá. Và khi quan hệ, chúng ta phải có những cái biện pháp bảo vệ an toàn. Và đối với những cái người mà có cái yếu tố làm bệnh trở nên trầm trọng hơn, ví dụ như có những cái mổ xẻ của đường tiết niệu trước đây, hoặc là những cái suy giảm về cái hệ miễn dịch, hay là những cái bệnh nền phức tạp, thì chúng ta phải tầm soát khám bệnh định kỳ và điều chỉnh những cái rối loạn đó để bác sĩ, đồng thời là phải theo bác sĩ, đồng hành với bác sĩ để bác sĩ có thể điều chỉnh được những cái yếu tố nguy cơ giúp cho cái người bệnh không có diễn tiến nặng cũng như là tái phát về sau. Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là một cái vấn đề rất rất thường gặp trong các bệnh lý nhiễm khuẩn của đất nước Việt Nam chúng ta.
Nếu chúng ta thấy có những cái triệu chứng bất thường thì khuyên là hãy đến bệnh viện thăm khám để bác sĩ có thể sàng lọc xem là vấn đề này có thực sự nguy hiểm hay không. Bởi vì nếu nguy hiểm mà chúng ta xác định được sớm thì chúng ta sẽ giải quyết và ngăn không cho những cái biến chứng nó diễn ra quá là thương tâm. Nhưng nếu là mình đã có những khối nội tiết niệu rồi thì mình hãy thay đổi hành vi và thay đổi nhận thức để làm sao không có bị bệnh này quay lại ám chúng ta nữa nhé. Thay đổi. Rồi, chúng ta phải hiểu tinh dịch với tinh trùng là hai cái khái niệm nó khác nhau. Tinh trùng thì được sản xuất ở tinh hoàn nè, sau đó bắt đầu nó sẽ di chuyển theo cái cấu trúc dẫn tinh để nó đi tới và nó ra ngoài niệu đạo. Những cái tinh trùng này nó sẽ kết hợp với trứng, sẽ tạo ra phôi, bắt đầu có sự thụ thai, bắt đầu hình thành thai ha. Nhưng mà tinh dịch là nó có bao gồm cả trong đó có tinh trùng nữa, và những cái dịch để nó nuôi dưỡng tinh trùng. Thì ngoài tinh trùng được xuất phát ra từ tinh hoàn, tinh dịch nó sẽ còn bao gồm một số thành phần dịch ở trong túi tinh, tuyến tiền liệt hay là tuyến hành niệu đạo, tức là những cái cấu trúc này thuộc cái hệ sinh dục của người nam giới. Thì chúng ta nên hiểu tinh dịch như vậy. Câu thứ hai, vai trò của tinh dịch đối với nam giới và nữ giới là gì? Vai trò của tinh dịch thì nhắc tới tinh dịch thì chúng ta thường sẽ chỉ nhớ tới một cái chức năng duy nhất thôi. Đó là sanh ra em bé, nó tạo ra em bé ha. Thì tinh dịch có những cái thành phần để nó nuôi dưỡng tinh trùng, và nhờ đó tinh trùng mới có thể trưởng thành và có thể di chuyển và tìm được trứng của người phụ nữ. Bên trong cơ thể phụ nữ bắt đầu có thai, bắt đầu hình thành nên thai kỳ. Thì cái vai trò chính của tinh dịch là như vậy. Câu thứ tư là các cảnh báo nào thì báo hiệu tinh dịch bất thường? Tinh dịch bình thường của người nam sẽ có màu trắng đục. Một lần xuất tinh như vậy thì cái thể tích tinh dịch sẽ từ 1,5 ml tới 50 lít thôi. Thì chúng ta thấy mắt thường là thấy như vậy. Nếu như tinh dịch nó có sự thay đổi, ví dụ như tinh dịch nó loãng quá, chúng ta thấy tinh dịch nó không có đặc như bình thường, hoặc là tinh dịch nó đặc quá. Nó có những cái cục xuất hiện thường xuyên, hoặc là tinh dịch bị vàng, hoặc là tinh dịch đổi màu. Thì nếu như những cái triệu chứng này mà xuất hiện rất thường xuyên, kéo dài hơn một tháng, thì đó là những dấu hiệu bất thường. Còn nếu như nó chỉ thoáng qua thôi, thì chúng ta cần phải theo dõi thêm. Đối với mỗi loại tinh dịch, đối với mỗi cái sự thay đổi tinh dịch, chúng ta có những cái nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như là nếu như tinh dịch loãng quá thì có thể là do cái chúng ta xuất tinh thường xuyên, thì cái thành phần tinh trùng chưa kịp sản xuất thì nó sẽ có hiện tượng là nó loãng. Còn nếu như chúng ta cái thời gian xuất tinh chúng ta xa ra, chúng ta lâu lắm, một tháng chúng ta mới làm một lần, thì cái tinh dịch thường sẽ có xu hướng là nó sẽ đặc hơn. Còn nếu như mà chúng ta có tinh dịch mà thỉnh thoảng nó có màu vàng thì nó có thể nó có kèm nước tiểu theo. Nhưng mà đây là những cái trường hợp rất là chúng ta phải cảnh báo nè. Ví dụ tinh dịch thường xuyên loãng thì nó có thể là do những cái bất thường về hệ cơ quan sinh dục của người nam, đặc biệt là bất thường về cái tinh hoàn của người nam, nó làm cho tinh trùng ít ở trong cái tinh dịch, hoặc là bất thường về cái cấu trúc của màu tinh hay ống dẫn tinh, nó cũng làm tinh dịch trở nên loãng hơn so với bình thường. Hoặc một số cái trường hợp như nhiễm trùng của cái đường tiểu hoặc là đường sinh dục, nó cũng sẽ làm cho cái tinh dịch trở nên vàng hơn, hoặc là có những cái phần đặc hơn ở trong đó. Đó có thể là mủ chẳng hạn như vậy. Hoặc là nếu như tình trạng nhiễm trùng hoặc là bú ở trong đường tiểu, nó có thể làm cho tinh dịch nó trở nên có màu đỏ hơn. Câu thứ 7 là những ảnh hưởng khi chất lượng tinh dịch không tốt, tinh dịch bất thường trong việc sinh sản là như thế nào? Nếu như tinh trùng mà ít di động quá, hay là tinh trùng mà có những cái tỷ lệ tinh trùng sống ít đi, tinh trùng ít di động tiến tới, tinh trùng bất thường, hay là không hoàn
thậm chí là không có tinh trùng luôn, thì cái việc này nó sẽ làm giảm cái khả năng có con của hai người, hai vợ chồng. Thì nếu như chúng ta quan sát thấy tinh dịch có những cái bất thường kéo dài qua thời gian, thì chúng ta nên đi khám xét nghiệm tinh dịch đồ để kiểm tra xem là tinh trùng của chúng ta có khỏe mạnh hay không, tinh trùng của chúng ta có di động hay không, hay là cái hình thái của tinh trùng nó có bình thường hay không, để chuẩn bị cho việc có con. Câu thứ 8 là có những phương pháp chẩn đoán nào về bất thường của tinh dịch hay không? Hiện nay cái phương pháp mà tốt nhất để chẩn đoán xem là tinh trùng có ổn hay không, chúng ta sẽ làm cái xét nghiệm đó là dịch đồ. Thì cái người nam trước khi làm tinh dịch đồ cần phải chú ý một số cái điều sau đây nè. Thứ nhất á, là người nam cần phải kiêng cái việc xuất tinh trong vòng 48 đến 72 giờ. Người nam này không nên sử dụng cái chất kích thích, không nên sử dụng bia rượu quá nhiều trong thời gian mà chuẩn bị mình thử tinh dịch đồ. Và thường thì bác sĩ sẽ cho người nam sử dụng xét nghiệm tinh dịch đồ 3 lần để có kết quả tốt nhất. Thì đây là cái biện pháp hữu hiệu nhất để xác định xem là tinh trùng của người nam có khỏe mạnh hay không. Bên cạnh đó thì bác sĩ cũng sẽ cho các chỉ định như là siêu âm bụng hay là siêu âm cái vùng bẹn bìu để kiểm tra xem cái tuyến sinh dục của mình hoạt động có tốt hay không. Nếu như nghi ngờ. Như bác sĩ đã nói, việc xét nghiệm tinh dịch đồ là để chuẩn bị cho cái quá trình gia đình của chúng ta, chuẩn bị cho gia đình chúng ta sắp tới là có khả năng là đón con hay không. Hoặc một số trường hợp là nếu như cả hai vợ chồng về ở với nhau một năm mà không có con, thì cái việc cần thiết là phải xem cái nguyên nhân của cái việc không có con này là ở đâu để chúng ta giải quyết kịp thời. Nếu đến từ người nữ, ví dụ như tắc vòi trứng, hoặc là những vấn đề về buồn trứng, thì chúng ta sẽ giải quyết nguyên nhân ở bên người nữ. Còn nếu như bên người nam, các vấn đề về ống dẫn tinh hay tinh hoàn, viêm nhiễm, nó làm cho cái tinh trùng ở trong cái tinh dịch xét nghiệm không được khỏe mạnh, thì chúng ta xét nghiệm sớm, chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề sớm. Để càng lâu thì vấn đề càng khó giải quyết. Câu số 10 là các phương pháp để điều trị tinh dịch bất thường. Nếu một người nam mà thấy tinh dịch bất thường, thì cái việc kế tiếp đó là bác sĩ sẽ tìm xem cái nguyên nhân bất thường này đến từ đâu. Nguyên nhân bất thường này có thể đến từ tinh hoàn hay là không. Nguyên nhân bất thường này có thể đến từ cái ống dẫn tinh trùng ra ngoài hay là không. Hay là nguyên nhân bất thường này có thể là do cái tuyến sinh dục của người nam hay không. Tùy vào nguyên nhân mà bác sĩ sẽ quyết định cái phương pháp điều trị kế tiếp, cũng như là hỗ trợ sinh sản cho cái người cặp vợ chồng. Rồi. Ngày nay đó thì với cái nhịp sống nhanh như thế này và cái sự hội nhập công nghệ phát triển liên tục, thì có một cái điều đáng buồn đó là cái kết quả tinh dịch đồ cho thấy là đang có sự đi xuống của sức khỏe tinh trùng. Thì chúng ta phải bảo vệ cái môi trường sống của chúng ta. Vì chúng ta dùng những cái thực phẩm nhựa không phân hủy, nó cũng có thể làm cho thay đổi về chất lượng tinh trùng. Chúng ta tiếp xúc với cái tia bức xạ thường xuyên cũng làm cho tinh trùng trở nên yếu đi. Chúng ta cái lối sống lười vận động, ăn uống nhanh, ăn thức ăn nhanh, ăn chất béo, đồ ngọt, thiếu ngủ, stress, căng thẳng thường xuyên cũng làm cho cái tinh trùng trở nên yếu đi. Chúng ta phải luôn luôn duy trì được một cái sức khỏe tốt thông qua việc ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện thể thao đều đặn. Chúng ta phải có những cái hành vi bảo vệ môi trường nữa. Đây là một cái điều rất là được khuyến cáo trên những cái phương tiện truyền thông xã hội ngày nay. Người nam nào, chúng ta cũng có những cái cơ quan cần phải bảo quản cho kỹ. Để bảo quản cái khả năng sinh sản thì nhất thiết chúng ta phải có những cái thói quen đúng để bảo vệ cái bối cảnh sức khỏe của mình. Bao gồm chúng ta phải ăn uống, ngủ nghỉ, tập luyện. Đồng thời nha, cái này là một cái yếu tố mà nhắc tới những cái bạn nam trẻ, đó là chúng ta hạn chế sử dụng điện thoại
thường xuyên ha, để điện thoại nóng vừa sạc điện thoại để bên cạnh mình đó, trong một thời gian quá lâu, hoặc là chúng ta mặc quần bó, quần chật nhiều quá ha, cái không khí, cái môi trường xung quanh tinh hoàn mà nếu như nó thường xuyên nóng thì nó sẽ không tốt. Thậm chí kể cả việc các bạn sử dụng laptop và các bạn để trên đùi thường xuyên, nó cũng làm giảm sức khỏe tinh trùng nữa. Cho nên là chúng ta hãy nhớ bảo vệ cơ quan sinh sản của mình để chuẩn bị cho một cái tương lai tốt đẹp.